Ok, chào bạn. Mình sẽ thi đấu để lên được 1.900. 1.900 elo. Có vẻ như trắng muốn nhập thành ở cánh hậu về mã. Ở đây về mã để đẩy tốt có thể là lên F3 hoặc F4. Khả năng cao lên F3 đuổi tượng. Mình lên mã đây, sau đó về đây và kiểm soát u F4. Đây về mã. Lên một nước. Kiểm soát u này để tránh mã đưa lên đây. Tin tốt. Cửa này bên trắng chưa nhập thành cho nên là mình cũng chưa nhập thành vội. Lên tốt đấy. Về hậu. Có thể là để đẩy tốt này lên. Ok, ăn mã đi. Đẩy xuống. Ok, đây bắt buộc phải đẩy tốt lên, nếu không thì tượng sẽ bị khóa lại. Nhập thành thôi. Bây giờ là sẽ ra xe chiếm cột mực này. Lên xe. Giờ là cờ tàn mã rồi. Chúng ta thấy là cấu trúc tốt của trắng rất xấu.
Giờ làm nào mà tấn công được đây? Đây mình vẫn chưa tìm ra cách. Nhưng mà quân mã này chắc chắn vẫn phải đứng đây tấn công tốt để giữ mã trắng không đi được. Ở đây mình có tốt thông. Về vua. Lên đấy. Lên mã rồi. Ôi rồi, hỏng rồi. Ok, nước đã hết cờ. Vẫn là một chiến thắng.